Những kiểu người nên tránh xa dưới đây chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều trong cuộc đời. 1. Người đố kỵ. Những người có bản tính hay ghen tị thường cảm thấy mình xứng đáng được thành công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù bạn có cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng thì điều đó càng khiến họ phẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của bạn. Đây là kiểu người nên tránh xa. 2. Người tính khí thất thường. Có những người hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình. Họ sẽ bài bác đổ những cảm xúc tiêu cực vào bạn với suy nghĩ rằng bạn là người gây ra sự bất ổn cho họ. Bạn chẳng những không giúp họ lý tính hơn mà sẽ bị kéo theo dòng cảm xúc thất thường. 3. Người tự cho mình là nạn nhân. Đây là kiểu người khó nhận ra vì ban đầu bạn hoàn toàn thông cảm với những vấn đề của họ. Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra lúc nào họ cũng cần thời gian để chia sẻ nỗi niềm. Kiểu người nạn nhân tích cực chối bỏ những trách nhiệm cá nhân mình trong các sự vụ. Họ không thấy thời điểm khó khăn như một cơ hội học hỏi và trưởng thành. Có một câu nói cũ, đau đớn là không thể tránh khỏi nhưng đau khổ là tùy chọn. 4. Người nhiều chuyện, ngồi lê đôi mách, thích bàn tán chuyện không phải của mình. Người như vậy sẽ dễ dàng tạo thành khoảng cách, gây thị phi, tổn hại cho người khác bằng câu chuyện chưa rõ đúng sai, tốt nhất là không nên kết giao. 5. Người nham hiểm, lòng dạ khó lường là loại người Phật dạy nên tránh xa. Bởi thâm sâu khó đoán, thường xuyên tính kế, không biết lúc này hay lúc khác sẽ ngầm hãm hại mình để đạt được mục đích. 6. Người gian xảo, ma mãnh. Những người này lấy đi thời gian và năng lượng của bạn, nhân danh tình bạn. Họ biết bạn thích gì, điều gì làm bạn vui vẻ. Nhưng sự khác biệt đó là họ muốn những thứ khác từ bạn, và nếu bạn nhìn lại mối quan hệ thì thấy là họ chỉ nhận chứ không phải cho đi. 7. Người nịnh nọt, khua môi múa mép, lời nói không thật thà, không thành tâm, khi cần thì vun vào, khi không cần thì vứt bỏ, là loại người Phật dạy không nên tiếp xúc. 8. Người hay xuyên tạc. Có một số người xấu mà sự hài lòng của họ đến từ những đau đớn và đau khổ của người khác. Họ làm tổn thương bạn, làm cho bạn cảm thấy xấu xí hoặc để có được một cái gì đó từ bạn. Nếu không, họ không quan tâm đến bạn. 9. Người nói dối. Chúng ta ai cũng đã từng nói dối và sự thật là không phải lúc nào nói dối cũng xấu. Tuy nhiên, ở cạnh những người hiếm khi nói thật sẽ khiến bạn loạn và thiếu sự tin tưởng. Dần dần, bạn sẽ bị ảnh hưởng và mất niềm tin vào cuộc sống. 10. Người tham phú phụ bần, đối đãi với người khác mà phân biệt sang hèn, giàu thì nịnh bợ yêu thương, nghèo thì khi bạc đãi, không thật lòng đối đãi với người khác.